Thư và producer TDK, thì cho em hỏi anh Huy trước là lý do tại sao là mình lại mong cái điều như vậy ạ? Thật ra thì với Thư thì là một trong những gọi là áp lực lắm luôn á, bởi vì là Huy với lại Thư cộng tác với nhau từ em biết chuyện đi là một cái bạn không biết Huy trong năm vừa qua, với lại là sau 3 năm thì Huy và Thư là được một lần nữa để thử sức với lại một ca khúc là Tất Cả Đứng Im, thì là áp lực cho cả hai luôn, bởi vì cũng là muốn là mình hát một cái loại âm nhạc đó. Quá đầu tư đúng không quý vị? Đã thuê hẳn hai chiếc siêu xe là cho cái cảnh rồi bao bay đó thôi. Mình còn câu thứ ba nữa. Dạ, câu thứ ba thì về chủ đề Việt Súp. Dạ, thì nãy em có nghe bảo audio rất là nhiều rồi, tức là đúng rồi, cái âm thanh thì ở đây nó đang bị dội lại, mình thấy là cái phần lời nó sẽ không ổn định lắm, nhưng mà tụi em cũng sẽ có một phần Việt Súp ra về mấy thứ tiếng lận, bởi vì là tụi em nên nhâm nhe là một nhóm nhạc để tấn công thị trường thế giới. Đó là ước mơ tụi em thôi. Hy vọng là sẽ có phần Việt Súp để cho tất cả các khán giả ở nhiều nơi được nghe. Dạ, và còn thêm một cái ý nữa là về hình tượng ở trong MV này là của anh hay là của chị Thư ạ? Hình tượng thám tử trong MV này đó là từ ý tưởng của giám đốc sáng tạo, đó là Alex. Mà hôm nay tại Alex đi có một việc bận nên không tham dự được ạ. Dạ. Trong ekip của ngày hôm nay thì có thêm vị trí của giám đốc sáng tạo. Yeah. Hành trình của mình là phải có một MV. Mình phải mời tất cả những anh em là từng cộng tác của mình, bởi vì dù có thấy nhiều có trong cuộc đời hành trình của mình thì họ cũng là một cái phần kỷ niệm, cũng là một phần để mình có thể trưởng thành nhiều hơn. Nên mình thấy là cho MV này á, để mà mời được những anh em trong dàn cast của hai ngày đêm, cũng như là lần trước là trong MV thì mời mấy anh em trong Running Man, thì mình cũng phải rất là cân nhắc rất là kỹ để mà làm cái MV thật là hoành tráng. Thì đối với Huy thì cái phần mà cái thành công của MV ấy, chắc chắn là sẽ mong đợi rồi, nhưng mà cái mong đợi nhất của mình đó chính là sản phẩm. Mà sau này khi mà mấy anh em ngồi lại với nhau á, thì nhìn sản phẩm này thì sẽ cảm thấy là rất là tự hào, mới cảm thấy là thì ra chúng ta cũng đã từng một phần của nhau. Hoặc là sau này có những dự án tiếp theo thì sẽ mời lại tất cả mọi người luôn. Đối với Huy thì cái tình cảm nó quý hơn là cái mình có thể làm một cái sản phẩm mà hit hay là top trending. Thì đó lý do tại sao mà mỗi MV, mỗi thời điểm Huy sẽ mời những người anh em đã từng là một phần cuộc đời mình vào MV của Huy ạ. Sơ hở là mời nha quý vị. Dạ.